Hôm nay mình sẽ mở cái hộp đồ chơi này nha. Hộp đồ chơi này cũng rất là mới các bạn ạ. Mình cũng mua ở bên siêu thị ấy. Wow, bên trong có nhiều đồ chơi quá, có nhiều ô tô quá các bạn ạ. Wow, đây các bạn ơi, nó ô tô quá. Đi ra đến là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lắm đồ chơi quá các bạn ạ. Ui, trên này một cái xe 7 chỗ này. Xe 7 chỗ rất là đẹp các bạn ạ. Wow, chúng ta có 5 xe ô tô các bạn. Wow, xe này xe màu xám này. Wow, xe này màu tím vàng này các bạn ơi. Wow, xe này màu xanh này bạn ơi. Wow, chúng ta đổ hẳn ra nhé. Wow, xe ô tô đủ chơi quá các bạn ạ. Ui, tất cả cái xe này cũng đều có thể chạy được luôn các bạn nha. Ui, đây là xe màu xanh các bạn ơi. Đây nhớ là dễ thương. Wow, wow, mấy đứa chạy các bạn ơi. Nào, chúng ta sẽ để đùi ra để xong rồi. Chúng ta sẽ thử cho nó chạy thử xem các bạn nha. Nào, chạy nào. Đây là xe đua. Đây là chiếc xe đua tiếp nào các bạn ơi. Nào, chúng ta chạy nhé nào. Các bạn ơi, nó chạy kinh quá. Đây là chiếc xe Rolls Royce. Đây là chiếc xe Rolls Royce các bạn ạ. Nào, chúng ta chạy nào. Nào, chúng ta sẽ nối thành đoàn tàu ô tô để di chuyển cái đoàn tàu ô tô này nha. Nào, chúng ta di chuyển nào. Ôi, làm siêu đồ các bạn.